nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh tối hôm nay, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối và xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và tha thứ yêu thương cho chúng con. Xin Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Ê-đê-ki-eo. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: chính ta sẽ chặt ngọn nhất cao nhất cây hương nam, ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc ra và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel, nó sẽ đâm chồi kết quả và trở thành cây hương nam vĩ đại. Các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm tổ dưới tàn nó. Tất cả những cây rừng đều biết ta là Thiên Chúa. Ta đã hạ cây cao xuống và cho cây thấp mọc lên. Ta đã làm cho cây tươi ra khô héo và làm cho cây khô trở nên xanh tươi. Ta là Chúa, ta đã phán và đã hành động. Đó là lời Chúa.
thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chúng ta hằng bạc già vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chưng nhờ đức tin chứ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước. Chúng ta cũng bạo dạn và ao ước thà lìa xa thân xác để ở cùng Chúa, và vì thế dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô, để mỗi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tuy mình đã làm hạnh làm hay đã làm dữ. Đó